Gửi cái con cái gọi là các cháu đi chợ mua hộ ba cái, đói thì ăn, nóng thì quạt, nắng thì che. Thế cái con đấy nó để biết ngay rằng là mua bánh đa, mua cái bánh đa thì đóng vào, đói thì ăn, nóng thì quạt, nắng thì che. Thế cái con đấy nó bảo vâng, thưa bà, cái tiền để cháu mua cho. Thế là cái con đấy nó mua cho bà cái bánh đa. Thế là đói thì bà ăn, nóng thì bà quạt, nắng thì bà che. Thế là về bà nhờ người làm mối, thế là bà đến bà hỏi cái con đấy cho con trai bà ấy. Đấy, ngày xưa ta đi kén con dâu thế. Thế bà ngày xưa kén con dâu bà kén như nào? Bà kén, bà chả kén là bà chỉ kén người thật thà, chăm chỉ làm. Thế thôi, chứ chả kén gì. Thế nhưng mà ngày xưa thì bà đi kén con dâu thì bà kén thế đấy. Mà cái chị nó bảo vâng, thế bà đưa đi, cháu mua cho, thế nó mua cho bà cái bánh đa. Thế là bà về bà nhờ người để đến hỏi cái con đấy cho đó, con trai này. Hơn 20 năm không một lá thư. Thế là đi hỏi con dâu đấy, đi kén con dâu đấy. Phượng Hoàng thì chặt cánh đuổi đi, bắt con bình bịp em về mà nuôi. Bịp em về mà nuôi. Bịp bịp là con gì mà? Ấy là con bịp bịp là cái người không tốt. Như thế. Người không tốt gọi là con bịp bịp á? Ngày xưa có con bịp bịp nó cứ kêu ở đồi ao đấy, chả có đâu lắm, chả có bịp bịp đấy rồi. Bịp nó kêu như nào bà? Nó kêu cứ bịp 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 đi. Nó kêu vào cái dê đồi ao này đấy. Thế là cái bọn nó đi bắn đi. Nó bắn đi hay là cái bọn nó suốt ngày nó đi bắn mấy cái thằng ấy, nó bằng cái cháu ấy, mà có khẩu súng nó đi nó bắn chim đấy, bắn cò ấy. Thế là thấy con bịp bịp ở đồi ao rồi, thế là nó lên nó bắn mất cái con bịp bịp, xong rồi nó không. Đó là bà đi dân công hỏa tuyến được mấy triệu bà? Được bằng mấy chục triệu? Được bằng nào? Thế ngày xưa bà có gánh gạo cho bộ đội không? Có. Gánh nhiều không? Gánh mất 3 ngày. 3 ngày thì nó cho 30.000. 3 ngày gánh từ ở trong trong gì vậy à? Trong mà Tân Cương cơ à? Gánh từ ở Tân Cương mà qua đến phố Văn Trường cho bộ đội. Rồi. Người ta đi làm mấy năm trời đây có 3 ngày cũng đi đòi chế độ. Thế là đi gánh 3 ngày gánh gạo cho bộ đội ở từ ở cái Tân Cương ra Quán Triều, sáng được một chuyến, chiều được một chuyến, đi chó bao nhiêu. Một ngày rồi có 2 chuyến gạo ra quầy phố Văn Triều cho bộ đội ăn rồi. Thế còn phải đọc thơ như nào nữa? Hết thôi. Tháng một chuyến gánh chiều. Đường đi cái gì quanh co? Y tờ. Đấy là đi vào phá đường. Phá đường rồi đào hố, đào hà để cho cây nó khỏi tấn công lên. Nào như nào hát như nào vậy? Đường đi quanh cái áo chữ chi, hố ngang hố dọc chữ y chữ tờ. Thằng Tây mày cứ vẩn vơ, có hố làm chờ cho anh sống mày đây. Thế là ông quảng thấy ông đổ ông quát rồi. Lây, hát vớ hát vẩn. Hát kia mà thằng Tây nó đến thì ra, nó bắt lên để đan thịt. Ôi dọa. Mình chỉ hát đường đi ngoắt ngoéo chữ chi, hố ngang hố dọc chữ y chữ tờ, thằng Tây mày cứ vẩn vơ, có hố làm chờ cho anh sống mày đây. Thế là ông quả đâu cũng quát đây, lại cứ hát đi, thằng Tây mà nó đi đây nó nghe thế này, nó mang cái đám thịt vào đây.